Bà ơi, bà qua dùng chén cháo nè. Suốt ngày hôm nay bà lo cúng kiến, bà lo khách khứa, có kịp ăn uống gì đâu. Thiệt tình, Dùng đi bà. Tôi cũng không thấy đói. Nằm ngã lưng chút thì sẽ thấy khỏe thôi. Mà sao nãy giờ cái đầu thấy cứ bưng bưng. Chắc do bà mất ngủ mấy hôm vì lo lắng đó. Rồi hôm nay hết dậy từ tờ mờ sớm, bà phải chỉ việc trong nhà, rồi đến đón tiếp khách khứa. Biểu sao mà bà không mệt. À, hay là để tôi xuống hái nấm lá, tôi nấu nồi nước xong cho bà nha. Thôi khỏi. Xong việc tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Còn cô cũng quần quật cả ngày, từ bếp đến nhà trên như tôi, có giờ nào được nghỉ ngơi gì đâu. Thôi cô về phòng ngủ đi. Thân phận tôi là người làm, thì ngày nào mà không quần quật làm hả bà? Tôi làm riết quen rồi bà cả à. Nè, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người mình thì cô cứ gọi tôi bằng chị, đừng có bà cả này bà cả nọ, nghe nó xa cách lắm. Mình là bà con với nhau, tôi không muốn vì vai vế rồi thâm tình bị ảnh hưởng. Chớp mắt cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Từ khi tôi bước chân vô nhà này làm dâu, cũng từng đó thời gian cô nhận lời đi theo giúp tôi. Tôi biết cô bằng lòng làm người hầu kẻ hạ ở đây, vì thương tôi làm dâu xứ lạ, chứ cũng chẳng phải vì miếng cơm manh áo gì cả. Lành lẹ như cô, ở đâu mà không kiếm sống được. Mà nhắc mới nói, cô vì theo tôi mà ở vậy luôn cho tới bây giờ. Ngẫm lại tôi thiệt tệ quá. Bà đừng nói vậy. Gia cảnh tôi lúc đó cũng nghèo hèn, nếu không theo bà cũng phải làm thuê làm mướn, hay lặn lội mua bán, cực khổ kiếm miếng ăn, chứ đâu được ăn trắng mặt trơn như bây giờ. Đã vậy còn được bà ưu ái như người trong nhà. Tôi không trông mong gì hơn nữa hết. Trời, thiệt là nói tới ơn nghĩa hoài làm chi không biết. Tôi với cô mà tính toán cái gì, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lấy chồng xa, tôi làm gì tìm được người đỡ đần, tận tâm tận tình như cô chứ. Thiệt lòng mà nói, cô không chỉ là cánh tay mặt của tôi ở trong nhà, mà còn là người bạn tâm tình của tôi nữa. Không có cô trò chuyện sớm hôm, thì nhiều chuyện tôi cũng không biết nói cùng ai nữa. Tôi thấy tôi cũng có giúp được cho bạn nhiêu đâu. Thân làm bà cả, chuyện gì ở trong cái nhà này cũng tới tai bà. Vừa làm vợ, làm mẹ, rồi quản hết nguyên cái nhà này, lúc nào cũng phải cân phân nặng nhẹ, sao cho trong ngoài êm ấm. Thiệt, tôi thấy khổ thân bà quá. Trăm hay không bằng tay quen. Tôi chỉ sợ mình không làm vừa lòng ông thôi. Cũng may là thằng Phú Túc nó cưới được vợ hiền, con nhà gia giáo, nên tôi cũng thấy nhẹ lòng chút ít. Trong nhà trên dưới hòa thuận, thì coi như nhiệm vụ của bà cả này cũng vẹn toàn. Tôi thấy chỉ có bà hai hay xéo sắc, cành nanh, hở chút là sắc mé, khiến bà cũng khó xử. Tính cổ là vậy mà, là tiểu thư khuê cát, rồi chấp nhận về làm vợ thứ cho ông cũng là một thiệt thòi cho cô ấy.
Chỉ có lâu lâu cổ lớn tiếng vậy thôi, chứ tâm cổ không có ác. Thôi, cái gì bỏ qua được thì mình bỏ qua. Bà thiệt là người bao dung độ lượng. Thiệt, mỗi lần bà hai cất tiếng lên nói chuyện, tôi khó chịu, thiệt chịu không nổi luôn á. Thì mình cứ coi như tiếng mưa rớt trên mái ngói vậy thôi, đừng để vô tai. Có gì đâu mà phải câu mày rồi bực bội. Dạ, thôi bà dùng chén cháo đi cho khỏe ha bà. Thôi được rồi, để đó đi, tôi tự ăn. Cô về lo ngủ sớm đi. Bà ăn xong rồi ngủ sớm nha bà. Ừ. Có chuyện gì á thì bà cứ gọi tôi. Ừ, tôi biết rồi. Tôi xin phép. Bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.